chỉ có trên Video Điện Máy Việt Nhật mới mở trực tiếp con máy cắt của thương hiệu Yamasu ra, cắt sắt của Yamasu ra để cho các bác xem cái phần bên trong nó là dây đồng hay dây nhôm, được chưa ạ? Điện Máy Việt Nhật xin chào các bác, hôm nay bên em xin giới thiệu đến các bác dòng máy cắt sắt của thương hiệu Yamasu với model là IMS355A. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm cũng như chúng ta chút nữa sẽ mở phía trong ra xem cấu tạo của nó như thế nào các bác nhé. Rồi thì kèm theo thì nó sẽ có một cái đầu tàu chúng ta mở lưỡi này, cặp chổi thang và có sách hướng dẫn, nó không quan tâm nhiều. Đây các bác có thể thấy đây là mẫu 355. Đây là mẫu cắt sắt mới của thương hiệu Yamasu về trong năm 2024 này, thì nó về được hai mã nha các bác nhé. Mã 355A này là mã cao cấp nhất hiện nay, được chưa? Rồi chúng ta sẽ cân thử xem cái tổng trọng lượng của máy nó sẽ là bao nhiêu kg các bác nhé. Được chưa? 15 kg. Đó, 15 cân các bác nhé. 15. Tổng trọng lượng của máy lắp cả lưỡi là 15 kg, được chưa? Chúng ta có thể thấy đây, cái điều quan trọng nhất ở đây đó chính là cái phần đế của nó này rất là dày và chắc chắn nhé. Đó, đế dày này thì khi chúng ta cắt này nó không bị béo mó hoặc bẹp hoặc là vênh các cái đường cắt của chúng ta. Con này thì chúng ta có thể cắt nghiêng 45 độ nhé, cắt 45 độ được nha các bác nhé. Ở phía dưới này nó sẽ có phần rước, được chưa? Rồi, chúng ta xem có cái gì nữa nào. Đây, chúng ta xem cái phần thông số kỹ thuật của nó đây. Em mới quay vào cái phần thông số kỹ thuật để chúng ta cho các bác xem. Model của nó là 355 thì lúc đầu em đã giới thiệu rồi. Và công suất của nó sẽ là 2800W, vòng xoay của nó là 3900 vòng trên phút. Sử dụng lưỡi là 355, được chưa? Ok chưa? Đi kèm theo thì nó cũng sẽ tặng sẵn cho chúng ta một cái lưỡi ở phía bên trong đây. Đó, nó đã lắp sẵn rồi. Đó. Và cái phần ốp bảo vệ này của nó thì bình thường nó các mẫu khác thì nó sẽ như thế nào, còn cái này thì nó sẽ đây. Khi chúng ta cắt thì nó sẽ đẩy ra phía sau này nhé. Đó, nó đẩy ra phía sau này để chúng ta bảo vệ người sử dụng này. Được chưa các? Thực ra máy cắt sắt thì nó cũng không có cái gì nhiều để nói. Bây giờ thì em sẽ mở luôn ở cái phía trong ra để chúng ta biết được là nó là dây đồng hay là dây nhôm cho các bác đỡ phải thắc mắc nhé. Và phía bên trong thì em đã mở ra để cho các bác xem. Đây là cái phần rô của nó này. Đó, được chưa? Đổ chỉ keo rô rất to. Đấy, dây đồng rất là lớn luôn. Chúng ta cân thử luôn cái rô của con máy này bao nhiêu kg các bác nhé. Đấy, rô của nó là gần 1 kg, cho 1 kg đi, rô 1 kg. Và đây là cái phần xa thì các bác cũng thấy đây, dây đồng rất là lớn luôn đây nhá. Chỉ có trên Video Điện Máy Việt Nhật mới mở trực tiếp con máy cắt của thương hiệu Yamasu ra, cắt sắt của Yamasu ra để cho các bác xem cái phần bên trong nó là dây đồng hay dây nhôm, được chưa? Thì các bác cũng thấy hàng hãng thì người ta phải làm ăn đoàn hoàng tử tế, dây đồng 100%. Đến nơi các bác cho các bác có thời gian, các bác cứ mở ra các bác test đi. Đây, lấy cái kéo này xem cho các bác xem nó là dây đồng 100% hay là dây nhôm mạ đồng nhé. Đây, được chưa? Được chưa các bác? Thế này đã đủ uy tín chưa? Đã đủ uy tín chưa? Đây, đây, đã đủ uy tín chưa các bác nhé? Đó, được chưa? Ok chưa? Rồi, đó, chúng ta nói ít hiểu nhiều, được chưa các bác? Ok, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho các bác về thông số kỹ thuật sản phẩm máy cân nặng cũng như là tháo ở phía bên trong ra để cho các bác xem được cái kết cấu ở phía bên trong. Và sản phẩm máy cắt sắt 355A của thương hiệu Yamasu này bên em đang phân phối với mức giá là 2.050.000, bao ship cho các bác toàn quốc, bảo hành 6 tháng. Bây giờ thì không trước khi mà em mang cái sản phẩm này đi test thì bác nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để hỗ trợ tư vấn cho mọi người về sản phẩm. Hoặc các bác có thể truy cập vào website điệnmayviet.vn và chúng ta sẽ cắt thử luôn nó hoạt động ra sao các bác nhé.